Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ dao có cái vali để mình khui dao ra cho anh em ha. Đây có vali và đây là cái dao. Vali này bao gồm 3 cái dao nha anh em. Cái vali thì còn rất là mới nè. Để đây bụi, bụi thì phối phối là nó sạch thôi. Rồi ba cái dao của chúng ta đây. Cái này là Usuba nha anh em. Dao này là dao mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Mới 100% luôn á, chưa qua sử dụng đó. Anh em nhìn thấy là biết rồi ha, rất là đẹp. Đây cây. Và đây cây. Wow. Dao cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đó. Ba cây. Dao này của hãng Takeuchi nha anh em, Takeuchi. Một cây Daiba, một cây Yanagi 3 và một cây Usuba. Bây giờ mình sẽ đo kích thước chi tiết cho anh em. Cái Usuba này nhìn là hình như 21 rồi nè. Chiều dài lưỡi là 20 ha. Chiều dài lưỡi bén 20, nó là size 21 rồi đó. Bản rộng là 49.9. Dày của nó là 4.3. Cán gỗ và khâu sừng nha anh em. Dao mới 100% chưa qua sử dụng. Cực kỳ đẹp luôn. Cây Yanagi 3. Giờ này là 24cm này nè. 23.5. Bản rộng là 3. Độ dày là 3.7mm. Cũng cán gỗ khâu sừng nha. Dao thì còn mới 100% nè. Siêu đẹp luôn. Rồi, và cây đề 3. Đề 3 này chắc 170. Mình đoán không sai không? Đề 3 170. Bản rộng là 54.68. Và độ dày của nó là 8.2mm ha. Cũng cán gỗ khâu sừng, mới 100% chưa qua sử dụng. Dao của hãng Takeuchi nha anh em. Và thép sử dụng cho ba con dao này là thép giấy trắng. Còn giấy trắng số 1 hay số 2 thì không biết chính xác ha. Tại vì hãng họ chỉ công bố là thép giấy trắng thôi. Đó. Cái này dao còn rất là đẹp, rất là mới nha anh em. Bộ dao này mình bán với giá là 5 triệu đồng bao ship nha anh em. Bao gồm thêm cái vali ha. Vali và dao là 5 triệu đồng bao ship cho bộ dao này nha. Anh em nào mua thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại trên tiêu đề ha. Số đó cũng là số Zalo của mình. Đó. Và anh em nào mua thì vui lòng đặt cọc trước một ít hoặc là chuyển khoản đủ giúp mình ha. Mình không ship sơ đêm 100%. Anh em thông cảm cho mình ha. Đây là bộ dao mới 100%. Dao còn rất là đẹp ha. Không có bị lỗi lầm gì hết. Và cái vali cũng rất là đẹp luôn. Có dụng cụ để mình bỏ vô đây là mình đi tới đi lui nó rất là tiện ha. Rồi, cuối cùng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh để mà có thể theo dõi những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha.